cả nhà, nó đang dở này, nó đang dở sân khấu này. Quý vị nhìn thấy nó đang dở sân khấu đây, đó. Giáo phận Hưng Hóa này, đây này. Đó. Thế bọn cô lại cứ tưởng là về đây thắp hương, để thắp hương dâng hương vô hùng. Thì nghe khi bảo thế thì bọn cô cũng biết là về để làm cái gì đâu. Đó, quý vị nhìn thấy dòng chữ, cô đi với con lại đây để con quay cho gần. Cái dòng chữ Đại hội giới trẻ, cô nhìn thấy không? Đó. Đại hội giới trẻ vùng ngoại biên giáo tỉnh Hà Nội lần thứ 18. Rồi ấy cái gì cái dòng sẽ xanh ta. Hãy đến với vùng ngoại biên. Quý vị vào trong cái Facebook của cô Châu để hiểu cái chữ ngoại biên là gì nhá. Hãy đến với vùng ngoại biên. Chữ ngoại biên là cái gì mà đến vùng ngoại biên? Đấy, hôm nay nó đỡ tổ để vua Hùng mà lại bảo đó, cô nhìn thấy cái thập ác là nguyên viên vẹn nó không? Đó, đó quý vị nhìn thấy đó. Đây là cái sân khấu này. Đó, nó đang dở đó. Đấy không hiểu đâu, cũng kia nghe mọi người ngồi nói với nhau là về để dâng hương các vua Hùng, có biết đâu là họ về họ làm cái mưu đồ gì xấu xa này, ai người ta ủng hộ. Cái này dở đi đâu hả em? Đưa về Hà Nội hả? À, tức là cái này là đưa từ Hà Nội lên à? Vâng. Mà cái này đưa từ đâu lên? Hà Nội. Hà Nội nhưng mà của bên nào em? Bên Minh Tân. Minh Tân tức là thuê hả? Bên cho thuê hả? À, là ai thuê em? Bên giáo xứ vừa làm hôm qua. Tức là bên giáo xứ họ thuê. Rồi em là bên công nhân ở bên cái cho thuê cái rạp này. À. Rồi là giờ là lên tháo về đưa về Hà Nội. À, cô thấy chưa? Tức là cả nhà mình nhìn thấy nhá. Cả nhà thấy nhá, cái rạp này nè. Cái rạp này là họ chở từ Hà Nội lên. Và đây là những em này là làm cho bên Minh Tân cho thuê rạp, phải không em? Em là làm bên chuyên cho thuê rạp đúng không? Đấy. Quý vị nhìn thấy nhá. À. Quý vị thấy là nó đưa từ Hà Nội lên, quý vị thấy chưa? À, nguyên cái rạp này mà hồi tối đi leo lên. Cái này coi chừng té, hồi tối chỉ té một phát rầm rồi đó. Quý vị nhìn thấy nè, rạp nó che ở dưới đây là nó bắt rạp lên rất cao. Em xíu nữa là dỡ hết cả cái này luôn hả? Ồ, cái này nó trở lên đây thì dữ lắm ấy nè. Hoành tráng lắm cả nhà. Thuê của công ty tổ chức sự kiện. Ờ, anh Vượng nè, anh Vượng ở Hà Tây, anh Vượng nói là ở giáo xứ của anh, thanh niên nó đi hết cả làng, chỉ còn nhà anh không đi. Vậy chính quyền và quản lý đền bị mù rồi. Đó, 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 anh Hà thấy không? Anh Hà thấy là họ thuê hẳn. Anh, mọi người nhìn nhá, nguyên cái sân khấu này lớn lắm. Và đây nè, từ ở nơi Ly ngồi mà xuống tới nền cái sàn, cái sân của đền Hùng là khoảng chắc phải mét mấy. Tại Ly là mét 65 mà giờ Ly xuống đây là chắc cỡ đứng tầm đó đó. Họ che rạp, bây giờ là công nhân đang gỡ. Em ơi, cho chị hỏi xíu được không? Cái đó xíu nữa mình cũng gỡ luôn hả? Cái trăng trăng. Gỡ đem về. À. Cả nhà nhìn thấy nhá. Cả nhà nhìn thấy nhá. Bây giờ họ chở toàn bộ ở Hà Nội lên. Mà cái này là phải là cái riêng cái công trình, cái sân khấu này là phải rất là nhiều tiền. Tại vì nội chở cái khối lượng sắt thép này lên đây nè. Đó, quý vị thấy không? Đây cả một, nó làm cả một cái, có nghĩa là Ly nghĩ này nè, cái đợt mà Hoàng Duy Hùng đi lên đây á, là Hoàng Duy Hùng đi tiền trảm cho cái việc hôm nay. Ly nghĩ vậy đó cả nhà. Có nghĩa là khi mà ông Hoàng Duy Hùng lên đây thắp nhang cho vua Hùng là có thể là liên hệ với các cái ông ở đây rồi. Thì bây giờ như vậy. Cái này. Cái này xíu có gỡ lấy về không em? Hết rồi.
Bỏ hả? À, đây nè cả nhà. Cái này là gỡ bỏ gỡ. Cái này gỡ bỏ hả? Vậy chị gỡ cho nhé. Không, chị thích gỡ thôi à. Để chị quay thôi à. Đó cả nhà đó. Họ dán vô như vậy thôi đó. À, điện đây nè. Đây có điện không em? Đây có điện không? Máy của mình thì... Đúng rồi à, anh, họ không mù đâu. Kế hoạch của nó hết rồi. Hồi tối lo tâm tức. Sợ quá, để chơi. Không dám bước qua cả nhà. Ở dưới sâu. Bây giờ đây là công nhân họ lên dỡ cái rạp. Công nhân dỡ cái rạp mà đây là công nhân của bên công ty cho thuê rạp thôi. Còn bọn nó rút hết rồi. Bọn nó làm xong nó rút hết rồi, nó trả tiền xong nó rút hết rồi. To lắm. Ly cứ tưởng vào đây gặp được cái bọn Amen á. Đây này, giờ con cái dòng này. Đại hội giới trẻ nè quý vị. Giáo phận Hưng Hóa này. Đây là công nhân đang đầy. Đó, công nhân đang đầy. Mai mốt nó tổ chức tiếp đại hội lần thứ N ở đây nữa. Nếu mà người dân cả nước không phẫn nộ phản ánh thì mai mốt nó sẽ tổ chức. Đây là lần thứ 18 nha cả nhà. Mai mốt lần thứ N nữa. Nó được một lần mà chúng ta mà coi đây là việc đã rồi không lên tiếng thì người dân Phú Thọ không biết. Chính quyền Phú Thọ không sợ đó thì họ sẽ còn cho nữa. Đó. Bây giờ là được chờ cái rạp này về Hà Nội. Nếu mà rung thì thông cảm cho Ly nhé. Tại vì sợ té hồi tối té cá thôi. Đấy, nơi đền thờ vua Hùng nè. Mà bây giờ quý vị nhìn thấy giống như là một bãi chiến trường nè, rác rưởi nè. Thấy không? Nó càng hết thì kiểu bù chứ cơ. Còn cái khu liều bên đây nữa. Liều của hội nó làm đấy. Dù của nó đấy hả cô? Dù của nó, mấy cái liều của nó đó. Và xíu nữa. Em ơi! Em! Mấy cái dù kia xíu cũng tháo hả? Mấy cái dù đó là cũng của bên em hả? Tất tần tật. Đây nữa cả nhà, nó đưa cả dù lên nó cắm là tức là nó thuê. Đây nha cả nhà. Mấy cái dù này cũng là nó thuê lên nó cắm đây để cho bọn thanh niên về đây giống như kiểu làm cắm trại nè cả nhà. Nó làm cho nát bét cái khuôn viên của đền Hùng bây giờ. Nó rút xong nó để lại một cái bãi chiến trường giờ nó trả tiền xong nó đi. Cả nhà thấy. Nè, dẫm đạp te tua rồi giờ rút đi để lại mấy cái dù nè. Giờ là người cho thuê rạp cho công nhân lên dỡ. Nó dẫm nát cho nó bét cái khuôn viên ở đây. Cả nhà thấy bây giờ những cái dù này nè. Những cái dù này là nó thuê ở bên nãy giờ công nhân đến dỡ nè. Đó. Chờ Ly xíu Ly quay cho nhé. Nếu mà rung thì thông cảm cho Ly tại vì rộng lắm. Đó, công nhân đang đứng cuốn dù đây nè. Để lại phỏng vấn cái em này. Quý vị thấy nè, đây đồ đây là đưa về Hà Nội đây nè, cuốn sẵn lại đây rồi nè, thấy không? Đó. Mai anh Hạ, mai em mới đi gặp ban quản lý đền Hùng. Mai thì, tại vì em có một khán giả thân thiết ở đây. Khán giả ở đây làm bên ban quản lý, ở ban giải phóng mặt bằng.
Em ơi, cái này là của ai em ấy, cái dù này nè? Của đội nhà em hả? Tức là em là làm bên bộ phận nào? Ở bên tổ chức sự kiện phải không? Là ở đâu lên em? Hà Nội. Hà Nội hả? Những cái dù này là giờ là tiến hành tháo à? Là ai thuê cái dù này lên đây em? Chị Minh hả? À, là đưa lên đây lắp từ hôm nào em biết không? Hai mấy à? Rồi giờ là công nhân lên để tháo đưa về đúng không? À, chị hiểu rồi, chị cảm ơn nhé em. Đó, dù nhiều ha. Riêng cái mà những cái dù, nói chung là cái tổ chức sự kiện này nội cái tiền mà trả cho bên bộ phận, nội mà cái tiền mà để trả cho cái bên tổ chức sự kiện này chắc nhiều tiền lắm nè. Tại vì mỗi một cái dù rộng lắm cả nhà ơi. Cái dù này cái bề rộng bao nhiêu em biết không? Nó tùy từng kích thước chị. À, nó nhiều lắm cả nhà, nó cắm khắp nè. Cả nhà này nhìn thấy một cái dù vậy nhá. Đây nhá, nó cắm khắp. Nếu mà tính ra bây giờ Ly không đếm hết được. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khoảng bao nhiêu chục cái em? 25 cái dù. 25 cái dù mà to như một cái dù có thể bằng đây. Ly đang đứng trong một cái dù này cả nhà. Ly đang đứng trong một cái dù đó. Và không phải là một cái nơi sân khấu đó mà nó dựng khắp hết toàn bộ, tức là gọi là đền thượng, đền trung, đền hạ, quý vị biết. Nếu ai đến đền Hùng rồi quý vị thấy. Và sau khi đi thì quý vị nhìn thấy rác rồi nè. Quý vị thấy rác rồi nè. Nha. Nói thật chứ Ly chỉ mong có một cái mỗi một người dân lên tiếng. Bởi vì cái này không phải là một cái tổ chức bình thường. À, cả nhà phải nhớ vậy nè. Cả nhà nhớ dùm Ly là giáo lý của người Công giáo dạy họ là tổ tiên của họ là Adam, Eva. Họ không bao giờ chấp nhận tổ tiên là lạc Việt, lạc Hồng. Họ được dạy là tổ tiên của họ là từ đất sét Adam, Eva nặn lên. Và họ coi cái việc thờ... con chúng ta quan niệm mình con rồng cháu tiên, tức là con rồng rắn, là thờ rồng, thờ rắn, thờ rắn, thờ ma, thờ quỷ. Họ muốn lên đây, họ ở Hà Nội, họ thuê một cái, quý vị biết rồi, ở Hà Nội vừa qua đại hội giới trẻ rước cái gì đó hàng ngàn người tham gia, hay là thánh địa La Vang, tại sao họ không tổ chức? Họ lên đây là vì là họ muốn tấn công thẳng vào cái quốc tổ Hùng Vương, vì nó muốn đánh bật cái tổ Hùng Vương ra để nó đưa cái tổ Adam vào. Đơn giản vậy đó. Bây giờ là rút đi, là trả tiền xong, coi như làm xong. Bây giờ là hải ngoại nó tung hô lên, Vatican nó tung hô lên, các con làm tốt lắm. Các con đánh bật cái vua Hùng, cái tư tưởng não trạng vua Hùng, não trạng con rồng cháu tiên đây, để chúng ta đưa con đưa tổ tiên Adam Eva vào, rồi xong trả một số tiền xong bây giờ là rút về, rác rồi tụi mày tự dẹp lấy. Đau chưa? Đó, nó răng khắp nơi, dù đó bây giờ bay phấp phới. Trời ơi, đau khổ thiệt chứ, Ly đau khổ lắm. Ly cảm thấy là bất mãn, mình là một người dân luôn tự hào là con lạc cháu Hồng. Cái nơi đền thờ vua Hùng mà cái cô hồi nãy đi với Ly, cô nói vậy chứ, có nhiều người từ trong Nam ra chỉ mong được ra Bắc để thắp nhang hai nơi, đó là thắp nhang cho lăng Bác với lại thắp nhang cho đền thờ quốc tổ. Thì cái bọn này nó đưa vợ chồng con mẹ đất sét vào đây để nó làm lễ. Đó, anh Vượng là con chiên đó cả nhà.
anh Vượng con chiên mà ở Hà Tây đó, mà nguyên cả làng con chiên ở dưới đó kéo lên đây. Đúng rồi anh, cái thằng lãnh đạo, cái thằng lãnh đạo ở bên thằng gì hôm qua Ly nói mà nó mới sinh năm 72 thôi. Ngày mai Ly đi gặp thằng đó đó, mới sinh năm 72. Đây nó rậm như nát hết nè quý vị. Cỏ cây nó rậm rạc hết nè. Đây. Đó, đang dở nè. Công nhân đang dở nè. Cái này cái gì nhỉ? Để coi cái này cái gì. Cái này cái gì mà nó... Cô ơi, 25 cái dù. Mà cái dù to lắm. Mà nếu mà... Cô, riêng cái nó mà chỉ nổi cái tiền để nó thuê cái rạp này này. Tức là đây là bên một cái công ty tổ chức sự kiện. Nếu chỉ riêng cái tiền mà trả cho cái tổ chức sự kiện này để mà rạp tiếp, cô thấy cái lượng công nhân chở lên mấy ngày trước lắp ráp nọ kia, bây giờ lên tháo là cô biết tiền bao nhiêu rồi. Ông bảo là ở cái gì nhỉ? Vâng, ở cái gì nhỉ? Ở bên Thiên Thư Giá nó gọi là cái gì? Ở Ban Kỳ Căng bảo tài trợ nhiều tiền lắm, bên Pháp tài trợ nhiều tiền lắm, là bao nhiêu tỷ tỷ đấy, bao nhiêu. Đó là giáo dân tài trợ nhiêu... chứ còn cái tội nó nói ra nó vậy đấy, nó nói ra vậy đấy cô ơi. Tức là giáo dân của mình ở bên đó. Mà là cái lắm. Người là sẽ ủng hộ tiền nguyên tiền, tức là linh mục này kia cái nọ nó sẽ vận động. Qua cô ngồi nghe mà mọi người nói mà. Chứ không phải là nên cái bảo thấy cô bảo ôi tốt quá, nên tài trợ về để dâng hương các vua hùng thì quá là tốt. Đấy cô đấy. Nhầm lẫn to rồi. Đấy, trời ơi. Đây đó. Cô đây là giáo dân, cô đây là người dân Phú Thọ và cựu chiến binh Trường Sơn, có cựu chiến binh chống Mỹ mà cô nghe nói rằng người công giáo về đây để dâng hương lên quốc tổ Hùng Vương. Nghe cái thơm thảo không? Nghe tốt thấy, đẹp không? Cô thấy tốt đẹp quá, cô hoan nghênh quá. Chứ cô biết đâu là họ về họ làm những cái điều sai trái này. Đó. Hôm nay thì các cháu mới đi nói, thì cô lên đây cô mới biết lạ rồi à? Đó, cô nhìn thấy cái lượng công nhân bây giờ tháo mấy ngày mới xong ạ? Tháo mấy ngày mới xong rồi trở về Hà Nội, nội cái tiền rạp nó bỏ ra là một đống tiền rồi. Nói chung là vô phương đó cô. Người dân mình còn suy không, nghĩ ông này không hiểu, ông chưa hiểu. Yeah. Ông chưa hiểu. Ông phải đến khi cô đọc bây giờ hãy đến với vùng ngoại biên thì mới là cô hiểu. Cô hiểu ra vấn đề luôn. Đấy thì con muốn cô đi để cô hiểu. Đấy, cô hiểu cái chữ đấy. Còn không thì cô cũng hiểu như ông này. Là người ta về đây thắp hương là rất tốt. Đúng rồi. Và họ cứ cho rằng là không vi phạm pháp luật là ok. Nhưng mà con thách cô cắm được một lá cờ đỏ sao vàng ở hàng rào nhà thờ thôi. Là cô đến đây cô đọc. Thậm chí nó chào cờ, nó chào cờ trắng vàng, cờ Vatican á cô. Trong lễ bóng đá nó chào cờ Vatican. Không ai, nó gọi cờ đỏ sao vàng là cờ máu. Nên là cô hiểu luôn. Cô đến đây cô đọc này là không phải âm mưu của hội đó, không phải là đúng. Cho nên con muốn cô là một trong những cựu chiến binh người có cũng cái có anh vừa rồi là anh ấy chưa hiểu. Anh yeah. Hiểu rất là nhân đạo thôi. Thì con anh hiểu theo đúng những gì bên ngoài những gì bề nổi của cái nhà nước như ta. Như là hôm qua cô hiểu họ. Đúng rồi. Là về đây để thắp hương. Đúng rồi. Vua Hùng. Đúng rồi. Đúng rồi. Họ không phải là như thế, họ lấy cái cớ đó để họ về đây họ ấy thôi. Trời ơi thì cô cứ hiểu này nè, đã nói họ là con chiên được dạy tổ tiên của họ là Adam Eva. Đó chỉ mà cần hiểu vậy thôi. Thế này này, có phải bên công giáo là không thắp hương cha mẹ tổ tiên đúng không? Cái này không thờ cúng đúng không? Nó có giai đoạn. Nó quy giai đoạn nha cô. Có nghĩa là cái đạo công giáo này là nó phải như con đất kè hoa. Rồi. Nó phải biến hóa khôn lường tùy theo tình hình thời cuộc. Thời xưa cấm không được thờ cúng. Đúng rồi. Nó vào cấm Việt à. Nam 500 năm. Rồi. Và nó cấm hết 450 năm. Rồi. Và tới thời hiện đại này nó không thể cấm được nữa. Bởi vì cấm như vậy nó đồng nghĩa với đi ngược lại toàn bộ cái truyền thống văn hóa của người Việt. Rồi. Mà ngày nay cái thế giới này bắt đầu nó thông tin đa chiều và mọi người tiếp xúc với những cái giá trị văn hóa và kiến thức nó càng ngày càng cao thì người ta thấy rằng cái vấn đề tại sao cái chuyện đó chỉ là thể hiện cái tinh thần kính nhớ tổ tiên uống nước nhớ nguồn, nó đâu có cái gì là sai trái và tại sao mấy anh lại cấm. Rồi. Dần dần họ nhận ra vấn đề. Rồi.
mà càng cấm thì càng ấy, cho nên họ muốn muốn tồn tại, họ phải biến hóa, muốn để cho những cái người mà ngày xưa có những cái nhìn không hay, không không tốt về họ, người ta phải thay đổi, cho nên họ phải thay đổi để mà thích nghi, thay đổi để mà kiếm thêm lượng tín đồ này kia cái nọ, cho nên là nó thay đổi, là thay đổi như vậy, chứ không phải là tại vì nó là 500 năm, 450 năm mình đã thấy lên. Còn ngày nay á, còn ngày nay là họ vẫn nói là ăn đồ cúng là ăn đồ ma quỷ. Rồi. Cho cái này là thằng giám mục cái gì từ Khảm. Là giảng trên mạng luôn á, ăn đồ cúng là ăn đồ ma quỷ. Và trích một cái câu ở trong Corinto, Kinh Thánh Corinto là anh em không được vừa dự vào chén thánh của Chúa lại vừa dự vào chén của ma quỷ. Đó. Bởi vì đây trước cửa. Nhưng mà những người mà ăn đồ cúng đó đó là họ ăn là ăn, nhưng mà nếu mà xét về đúng mà luật là sai, luật của cái người quân công giáo là sai. Ở trước cửa nhà cô có một nhà, có một gia đình, ngay trước cửa nhà cô có một gia đình theo 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 đạo Thiên Chúa ấy. Là khi mà trong nhà có người mất ấy là cô thấy họ không không cúng, mà họ bảo là chỉ có đến nhà thờ thắp hương đọc kinh thôi, chứ còn ở nhà không được lập bàn thờ, không được cúng tiếp gì cả. Đấy, không được thắp hương gì cả, không được mà lập bàn thờ, không không dám ăn đồ cúng. Rồi, đấy, đấy, thậm chí ví dụ đi đám ma mà họ thắp nhang cho cái người chết đó đó, nhưng mà bên cạnh có cái bàn thờ Phật, họ không dám thắp cho đời bàn thờ Phật. Đúng rồi, rồi đấy. Vì đó là họ nó trong Kinh Thánh là các ngươi không được thờ ai ngoài ta. Rồi đấy. Không được thờ ai ngoài ta thì vua Hùng là cái gì? Rồi. Thế mà hôm qua hôm vừa rồi họ bảo là về thắp hương dâng hương vua Hùng. Đất thế giới, các ngươi không được thờ ai ngoài ta, và trong 10 điều răn là gì? Thờ phượng một Thiên Chúa trên hết mọi sự. Thờ phượng một Thiên Chúa và kính mến Ngài trên hết mọi sự. Một trong 10 điều răn đầu tiên là như vậy. Thì cô hỏi, họ có thờ vua Hùng không? Thế mà dám bảo là họ về dâng hương vua Hùng. Đó là mỹ dân. Nhầm. Đó là mỹ dân cho các cô thế, không hiểu. Bọn cô bảo, ôi thế thì quá tốt. Thế là hóa ra không phải. Đến đây là họ là... để tuyên truyền đi gì đấy, về với vùng ngoại biên này để lôi kéo ngoại biên chung. Tức là nó là nước cha trị đến, nước người không bao giờ cùng. Nó có những cái câu Kinh Thánh ấy, nước của nó không bao giờ cùng, mà nước của nó mà nó bảo để về đến vùng ngoại biên, về nơi trung tâm đất tổ của đất nước, mà nó bảo về vùng ngoại biên. Đó là cái câu, đó là cái câu mà cô Châu nói là đấy là đó là thâm ý của nó, rất là thâm độc cái câu vùng ngoại biên đó. Cô lên đây hôm nay cô mới chứng kiến, cô mới đọc cái đấy thì cô mới biết là họ mấy hôm hai hôm vừa rồi là họ bọn cô lầm tưởng là họ đúng rồi. Con phải về phải đánh động cái sự ấy, ý thức của cái đúng. Người Phú Thọ đây, chứ nếu không tiếp tục mai mốt vài năm nó tổ chức lần nữa là chết cô. Đúng rồi. Thế hệ các cô không còn nữa, thế hệ cô con trở về trước không còn nữa, là nó đánh bật gốc vô Hùng để nó đưa Adam Eva vào đây nó thờ luôn á. Con rồi. Không nói láo đâu. Rồi. Mục tiêu của tụi nó đây. Rồi. Thôi nha cả nhà, chúc cả nhà ấy nhá, để đi lên thắp nhang cho quốc tổ vậy đã nhá. Bà tạm biệt cả nhà nhé.